Xin mời câu hỏi số 10. Ngày của phở là sự kiện tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của ẩm thực Việt được tổ chức vào ngày nào trong năm? Ngày 9 tháng 9, ngày 10 tháng 10, ngày 11 tháng 11 hay là ngày 12 tháng 12? Toàn là những ngày tháng mà có con số giống nhau. Vâng, em cũng hay ăn phở nhưng mà em cũng không biết là có cái ngày của phở. Anh cũng hay ăn phở nhưng anh cũng không biết là có ngày của phở. Hy vọng là các nhà thông thái có thể hỗ trợ em. Em xin lựa chọn hỗ trợ từ các nhà thông thái ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai anh ạ. Vâng, xin chào. Chúng ta gặp nhau lúc này đã đủ lâu như các anh mong muốn chưa? Cũng bắt đầu thấy nhớ rồi đấy nhỉ? Bắt đầu thấy nhớ rồi đúng không ạ? Bắt đầu muốn làm việc rồi đấy. Bắt đầu muốn làm việc rồi, bởi vì là em nghĩ câu hỏi của bạn ấy gặp cũng là một câu hỏi rất quan trọng của chương trình. Và muốn nhờ sự trợ giúp của hai anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng ạ, chúng tôi sẵn sàng rồi ạ. Vâng, các nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Giúp em đấy ạ, ngày của phở là sự kiện tôn vinh nét văn hóa đặc sắc được tổ chức vào ngày nào trong năm? Ngày của phở ạ. A. 9 tháng 9, 10 tháng 10, 11 tháng 11 hay 12 tháng 12 ạ? Rất may là tôi với anh đều là nhà báo đúng không? Và rất thích ăn phở. Đúng rồi. Tôi nhớ không nhầm thì đây là sự kiện của các đồng nghiệp báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ là người có sáng kiến và họ đưa ra cái sáng kiến này. Vâng, đến giây thứ 3 thì mình sẽ nói. Thứ 3 mình sẽ nói nhỉ? Đáp án D. 12 tháng 12. Phương án D. Các anh ấy luôn thế đấy. Dạ vâng. Đôi khi là người chơi của chúng tôi trong này là cũng không thở nổi cơ thì các anh bắt đầu mới nói. Em cũng tí tắc thở đấy ạ. Vâng. Các anh lại chọn phương án D, 12 tháng 12. Vì đây là một sự kiện của đồng nghiệp của các anh ấy. Vì các anh đều là nhà báo. Thì với những cái thông tin mà và với sự tự tin của các nhà thông thái như thế thì em tin vào các nhà thông thái. Em lựa chọn cuối cùng của em là D, 12 tháng 12 ạ. D, 12 tháng 12. Dạ. Phương án chính xác của nó là D, 12 tháng 12. Xin chúc mừng em. Cái câu hỏi này thì tôi không có thông tin. Vậy thì chú cháu mình lại phải dùng quyền trợ giúp rồi. Cái này chắc chắn là phải nhờ đến các nhà thông thái. Các nhà thông thái. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào. Vâng, xin chào. Vâng, cũng lâu lâu rồi chúng tôi mới được gặp lại các nhà thông thái. Câu hỏi của người chơi của chúng tôi cũng ở mức cao cao rồi. Và chính vì cao nên là hơi khó. Và chú Lệ cần đến sự trợ giúp của hai anh sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Không vấn đề gì của chúng tôi đây rồi. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Làng Chuôn Ngọ, Phú Xuyên, Hà Nội nổi tiếng nhất với nghề thủ công nào? Khảm trai, làm tăm tre, chạm bạc hay mây che đan? Lúc đầu nghe thì như kiểu dễ bị nhầm thành làng chuông. Đúng rồi, thành làng nón. Chuông họ nghe nó rất lạ. Tôi đang phân vân giữa hai phương án A và C. Không hiểu anh Ngọc thì nghĩ như nào nhỉ? Một cái thì là làm... Điểm dây thứ ba em sẽ nói. À rồi. Đáp án A. A, chính xác là A. Vâng, xin. Vâng, các anh ấy chỉ có 30 giây thôi. Còn sau 30 giây muốn nói gì thì trường quay cũng cắt rồi. Phương án A. Phương án A, cả hai anh đều gọi là thống nhất ở phương án A. Vâng. Cho nên tôi hoàn toàn là tin tưởng sự gợi ý của các nhà thông thái. Vâng. A là phương án cuối cùng của tôi. Phương án A. Người chơi của chúng tôi, chú Vũ Văn Lệ đang gặp khó khăn ở câu số 9 và đã nhờ đến sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái đều gợi ý là phương án A, khảm trai. Và phương án A là một phương án chính xác. Xin chúc mừng chú. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các anh ạ. Yeah. Vâng, xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Thật ra thì tôi đã từng sơ tán ở Hà Tây. Tôi nhớ là ở các cái làng, trong ngôi nhà của các làng này có rất nhiều những sập gụ tủ chè. Thế chạm khảm trai hay là người ta gọi là khảm xà cừ ấy, rất đúng là đẹp. Trên thực tế thì các cái vùng xung quanh Hà Nội là rất nhiều những làng nghề nổi tiếng. Đúng thì rồi. Riêng cái vùng... Nhưng ở Hà Tây thì nổi tiếng là về cái nghề khảm trai. Đúng rồi. Rất nổi tiếng. Đúng rồi. Vâng ạ. Kiến thức của các nhà thông thái lần này đã chính xác. Xin cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.